Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay cuối tuần, hôm qua thì mình bận, mình không có ra video được. Hôm nay thì cuối tuần cho nên là mình cũng chia sẻ thêm một số các cái lưu ý, một số cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề kênh đầu tư mới, đầu tư vào hàng hóa phái sinh. Mình chia sẻ với các bạn. Còn về thị trường chứng khoán thì chắc là chủ nhật mình sẽ làm một video nhận định cho cái tuần sau. Hôm nay thì những cái do hôm qua không có clip cho nên mình cũng có cập nhật một số thông tin, mình đưa ra những cái nhận định của mình trong nhóm Facebook rồi để mọi người đầu tư. Thị trường hôm nay diễn biến cũng không có vấn đề gì là ghê gớm lắm ha, không vượt được 1.000 thì chúng ta sẽ biết trong cái phần nhận định về sau. Còn bây giờ là tôi chia sẻ thêm một cái kênh đầu tư kỹ hơn về cái kênh đầu tư này, do nó khá mới và có nhiều anh chị thì chưa biết, nhiều anh chị thì cũng đăng ký tài khoản rồi, cũng tham gia rồi nhưng mà rồi cũng còn đang khá là mơ hồ. Nhiều anh chị thì nói thì do là tôi giới thiệu cho nên anh chị tin tưởng, anh chị đầu tư chứ nhiều khi cũng chẳng biết nó là gì, rồi nhiều khi là cũng giao cả mật khẩu cả tài khoản cho tôi để đặt lệnh giúp vân vân. Thì nói chung là tôi phải chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Cái bạn biết là ngay từ khi tôi lập cái kênh này, việc của tôi là để nói chung là chia sẻ kiến thức cho mọi người để biết cách đầu tư, chứ còn tôi không có cầm tay chỉ việc cho từng ly từng tí một, rồi cả vài trăm người mà cứ suốt ngày đặt lệnh dùng thì cũng không nên. Nhưng mà tôi phải chia sẻ hết để cho anh em mọi người tự đầu tư được, của đó mới là cái quan trọng, và chúng ta tự quyết định cái việc đầu tư của mình, tự quyết định số vốn của mình, tự quản trị cái dòng tiền của mình đó. Thì tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay thì những cái lưu ý quan trọng trong chúng ta, trong quá trình chúng ta đầu tư vào hàng hóa phái sinh mà mọi nhà đầu tư thì cần biết. Tại vì đôi khi là những cái lĩnh vực nó khá mới mà không chia sẻ thì chúng ta không biết, thì chúng ta cứ hỏi thì trả lời riết nó cũng mệt, đúng không? Và những bạn nào lần đầu tiên theo dõi video của mình thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Và khi đăng ký các bạn click vào chuông bên cạnh, mỗi lần mình có video thì nó tự động gửi email cho các bạn để các bạn có thể kịp thời theo dõi những video mình chia sẻ. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và share video để nhiều người biết hơn. Quay trở lại với nội dung ha, mình sẽ chia sẻ về những cái lưu ý, những cái lưu ý quan trọng. Ở đây mình có liệt kê ra một số thứ. Trước khi vào cái nội dung á thì mình có nói không, trước mình giới thiệu về cái hàng hóa phái sinh này là bắt đầu từ cái video này. Video này cũng khá nhiều lượt xem và khá nhiều anh chị xem đây. Đó là với cái việc mà chúng ta có số vốn khoảng từ 30 đến 50 triệu thì chúng ta đầu tư như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Thì với mình nhận định ha, thì cái kênh này là cái kênh đầu tư hiệu quả dành cho những anh chị lướt sóng và có vốn ít. Tức là mình có nói trong video clip này này, chúng ta đầu tư vào thị trường chứng khoán thì nói thẳng là cái vốn nó phải lớn, còn không á, nếu vốn ít thì chúng ta cũng phải mua tích cóp lâu dài. Chứ còn cũng không phải là bỏ 3 triệu ra mà chúng ta 50 triệu ra chúng ta lướt sóng chứng khoán mà chúng ta có ăn thì là rất là khó, kể cả lướt sóng phái sinh chứng khoán cũng rất là khó. Rồi còn cái kênh này thì chúng ta lướt sóng nó cũng có những cái an toàn hơn, cũng có những cái nó hiệu quả hơn, và cá nhân tôi đầu tư một thời gian thì tôi nhận định được thấy nó ổn thì tôi mới giới thiệu và chia sẻ với mọi người. Còn nói thực tế thì nó cũng hàng hóa phái sinh thì nó cũng giống như chứng khoán phái sinh thôi. Muốn hiểu nó giống và khác nhau như thế nào thì các bạn xem cái clip so sánh này, tôi đã so sánh rồi. Những cái ưu việt hơn của hàng hóa phái sinh thì cũng đã so sánh trong clip này rồi, nhưng mà vẫn ít người xem cho nên chúng ta có thể là chưa hiểu lắm. Thì chúng ta đánh được chứng khoán phái sinh thì chúng ta sẽ đánh được hàng hóa phái sinh. Đây là cách đơn giản. Nhưng hàng hóa phái sinh nó an toàn hơn rất nhiều và nó cái lợi nhuận của nó ổn hơn rất là nhiều. Đấy thì tôi chia sẻ thêm như vậy. Còn ai xem thì xem, không xem thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Đó, rồi cái hướng dẫn chi tiết về đầu tư hàng hóa phái sinh. Video clip này tôi cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết từ cái việc mà họ cung cấp mật khẩu làm sao, đăng ký tài khoản làm sao, rồi tải hợp đồng về làm sao, rồi đăng nhập lần đầu đổi password, rồi lấy các cái dữ liệu vân vân, sử dụng phần mềm này kia làm sao, nó hướng dẫn hết trong video clip này. Các anh chị chịu khó xem cho kỹ rồi chúng ta làm theo để tránh nó có những cái sai sót. Một vài anh chị là cũng có những cái sai lầm trong quá trình chúng ta đặt lệnh nó. Rồi muốn phân tích về giá của nó thì tôi có làm video clip hướng dẫn về phân tích giá cả ở đây rồi. Đó, ai muốn biết cái gì, ai muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực nào ấy, thì chúng ta chịu khó chúng ta xem đấy. Còn những video clip về chứng khoán thì không nói nữa, cái đấy anh chị quá hiểu rồi. Nhưng mà về cái lĩnh vực này nó mới ha, tôi nói rồi. Muốn chia sẻ cận cảnh về cái việc đầu tư này thì xem cái clip này, vốn 30 50 triệu đầu tư thế nào hiệu quả. Rồi muốn hướng dẫn được đầu tư chi tiết mà hiệu quả nhất thì xem video clip này để biết cách vào lệnh, rồi biết cách này kia nằm trong này. Đó, rồi để so sánh nó với phái sinh chứng khoán phái sinh thì xem clip này. Muốn phân tích giá của nó thì xem clip này. Đó, và hôm nay thì tôi chia sẻ thêm về những cái lưu ý mà trong quá trình thực hiện nhiều anh chị vướng phải. Đối với cái lưu ý đầu tiên đó là có nhiều cái loại hợp đồng. Cho nên là đôi khi cái tín hiệu mà chúng tôi trong nhóm chúng tôi phát ra thì các anh chị canh đặt đúng cái hợp đồng và phải phụ thuộc vào cái số tiền mình có nữa. Cái này chúng ta phải hết sức lưu ý. Bởi vì sao? Bởi vì đối với chứng khoán phái sinh á, thì nó chỉ có một loại hợp đồng thôi. Nó là dựa trên rổ chỉ số VN30.
À, cho chúng ta oánh thôi, oánh tháng này sang tháng khác, hết tháng này thì nó đáo hạn sang hợp đồng của tháng khác, đấy cứ liên tục như vậy. Còn đối với thằng ông Hoàng Hóa Phái Sinh này thì nó tất tần tật, nó từ hàng nông nghiệp, nông sản cho đến là kim loại cho đến là năng lượng, thì đây là cái bảng này tôi có úp trên về các loại hàng hóa đây, một số hàng tiêu biểu thôi, đây là không phải hết đâu. Còn nếu chúng ta vào cái tài khoản giao dịch của chúng ta thì chúng ta kêu vào cái danh sách hàng hóa này này. À, các bạn vào tài khoản giao dịch cũng ra danh sách hàng hóa này, nó ra rất nhiều các loại hàng hóa đây này, bạch kim, dầu, cao su, bạc ca cao, rồi xăng, đồng, bông sợi, lúa mì, vân vân, thì nó nằm một nùi trong này. Các bạn vào các bạn xem thêm trong cái tài khoản của các bạn á. Đó, thì cái lưu ý mà tôi nói đầu tiên á là có nhiều các loại hợp đồng, cho nên khi chúng ta căn đặt lệnh ấy, ví dụ tôi nói là mua dầu đậu tương chẳng hạn, thì chúng ta nhớ là đặt cái lệnh như thế nào đó là đúng là cái dầu đậu tương, và chúng ta phải kiểm soát lệnh như thế nào. Chúng ta vào đây, chúng ta vào phần giao dịch, chúng ta vào phần đặt lệnh này. Đấy. Thì chúng ta ví dụ đây tài khoản chúng ta cái ký quỹ khỏi dụng hơi, cái chỗ này tôi không nói, nhưng mà đây này cái mã hàng hóa này chúng ta nhớ là cái ví dụ đây là cà phê Ruta đúng không, và mã hợp đồng là cà phê Ruta ra tháng 11 này. Chúng ta hay hay lộn, nhất là thứ nhất là lộn luôn cả cái mã, tức là thay vì mua dầu đậu tương thì để đi mua nhầm sang cà phê, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ cái hay lộn thứ hai nữa là chúng ta hay lộn từ cái thời cái kỳ hạn của hợp đồng. Ví dụ thay vì mua cà phê Rovita của tháng 11 thì chúng ta lại đi mua ngay phải ông Rovita của tháng tháng 1 năm 2020 chẳng hạn. Tôi nói ví dụ vậy, hoặc là mua nhầm sang cái lệnh khác. Đấy, tất nhiên là khi chúng ta click vào một cái gì đó thì nó sẽ mặc định là những cái gần nhất. À, đôi khi chúng ta lại nhấn nhầm. Tôi nói là đôi khi chúng ta nhấn nhầm về cái vấn đề về cái hàng hóa này. Các bạn lưu ý nhớ rằng chúng ta đã nói là mua mua cái gì thì mua đúng cái đó, chứ đừng có mua nhầm ha. Đây tôi nói ví dụ các bạn vào bảng giá chẳng hạn, hiện tại bây giờ nó đang là giờ nghỉ giao dịch, cho một số mặt hàng đang nghỉ giao dịch. Đây ví dụ chúng ta mua dầu đậu tương thì tốt nhất các bạn lích đúp vào đây này, đó thì nó ra luôn là cái dầu đậu tương của tháng 12 đó, chứ còn đừng bắt đầu vô đây bắt đầu tái máy rồi sửa lung tung ấy, cuối cùng là đáng nhẽ là mua dầu đậu tương nhưng cuối cùng ông phải mua phải cái gì ấy, mua phải hàng khác là nó không đúng, và nó vừa ảnh hưởng đến cái giá trị tiền ký quỹ và nó ảnh hưởng rất nhiều thứ. À, cái đó là các bạn phải hết sức lưu ý. Đó là những thứ mà tôi nói đầu tiên là chúng ta phải chú ý ha. Đó, và cái loại nhiều loại hợp đồng thì nói rõ rồi ha, nó rất nhiều các loại hợp đồng ở đây, và chúng ta phải chú ý đến cái số tiền mà chúng ta có, tức là sao với cái mức độ và tỷ lệ ký quỹ á, nát nữa mình sẽ nói ha. Ví dụ trong trong nhóm 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 Zalo mình có ghi, ví dụ như 30 triệu đến 40 triệu thì chỉ mua một hợp đồng thôi, mà chỉ mua được dầu dầu đậu tương thôi. Rồi ví dụ như 50 triệu thì chúng ta mua cái gì, mua một hợp đồng gì, hay là cũng chỉ là dầu đậu tương thôi, còn 70 triệu thì mua được hai lót dầu đậu tương, ví dụ vậy. Đó thì tôi có ghim trong nhóm rồi ha, thì các bạn chú ý theo cái đó để quản trị cái danh mục của mình cho đặt cho nó đúng. À, cái lưu ý thứ hai là cái tuân thủ kỷ luật. Kỷ luật ở đây là cái việc mà vào lệnh và thoát lệnh là đúng theo tín hiệu được cung cấp. À, cái đúng theo tín hiệu cung cấp tức là sao, tức là khi tôi lập cái kênh này và tôi giới thiệu với các bạn thì các bạn gọi là đăng ký theo cái tài khoản của tôi ha. Cái cách đăng ký thì các bạn vào website này chúng ta thấy rồi đó, thì các bạn vào mở tài khoản đây thôi. Hôm nay thì cái giao diện của nó có thêm một số thông tin nữa để cho nó đăng ký tài khoản cho nó nhanh. Hôm trước thì đăng ký chậm quá do người ta phải ra thêm theo số chứng minh như này kia nữa, bây giờ nó thêm đầy đủ rồi. Thì các bạn nhập cái ID ở đây này. Ở trước này các bạn nhập cái ID là 00352, bây giờ các bạn nhập cái ID là 00353 dùm tôi nha. Cái 352 nó full rồi. À, nó đông tài khoản quá rồi cho nên bây giờ chúng ta chuyển sang 00353 để cho nó cái dữ liệu nó load được nhanh hơn. À, các anh chị lưu ý như vậy nhớ nha. Những ai bây giờ bắt đầu sau khi xem cái video clip này rồi chúng ta mới đăng ký tài khoản ấy, thì cái mã ID chỗ này này là chúng ta nhập 00353 nha, chứ không không nhập mà 00352 nữa. Nó full rồi, nhiều khi nó load tài khoản dữ liệu nó không về được và tôi không hỗ trợ được các anh chị. Đó, nhớ nhập như vậy thì đấy. Thì chúng ta phải chú ý mấy cái vấn đề đó ha. Thì các bạn được hỗ trợ, tức là chúng tôi sẽ cung cấp những cái lệnh để cho chúng ta vào lệnh và thoát lệnh đó. Còn khi tín hiệu chúng tôi đưa ra và các anh chị vào không đúng, hoặc các anh chị gọi là không tuân thủ kỷ luật á, thì các anh chị vào ngược lệnh hay là vào gì đó thì đấy là tùy các anh chị tự tự chịu trách nhiệm ha. Còn trách nhiệm của tôi là cung cấp được cái lệnh tối ưu nhất, nói thẳng là cái tín hiệu là thứ nhất là tín hiệu tối ưu nhất, tín hiệu gọi nói thẳng là an toàn nhất đó. Bởi vì chúng ta đông ha, cho nên chúng ta phải phải làm sao cho nó cẩn thận, bởi vì không thể một mình tôi mà tôi mất tiền thì nó dễ à, không không sao cả, nhưng mà rồi với số đông mà tôi phát lệnh sai thì đôi khi nó cũng nguy hiểm, nói thẳng là như vậy, đưa anh em vào vòng nguy hiểm là tôi không muốn và không ai muốn cả. Còn ai muốn đi ngược lệnh hay muốn nói chung cái việc đặt nhầm thì thôi thì nó là lỗi thì không nói, nhưng mà cố tình mà đặt sai hoặc là đi ngược thì đấy là tùy anh em thôi, đấy là quyền vào lệnh là quyền của mọi người, tôi thì chỉ đưa ra tín hiệu thôi, cái đó là các anh chị tuân thủ đó. Còn cái việc mà thoát lệnh á, thật ra thoát lệnh thì khi có thể là có những thời điểm tôi sẽ đưa ra cái lệnh để thoát cái tín hiệu để chúng ta thoát lệnh, nhưng với cái thị trường này thì nếu anh chị nào chủ động được á, tức là cái mức lợi nhuận của chúng ta nó đảm bảo ổn
tức là sau khi trừ phí giao dịch á, là chúng ta mất khoảng 700 phí giao dịch ha, 700 ngàn phí giao dịch, thì chúng ta còn cái mức lợi nhuận bao nhiêu anh chị cảm thấy ok thì anh chị tự chốt cũng được, không cần chờ tín hiệu. Các bạn hiểu không ạ? Tức là có những anh chị thì chỉ, có nhiều bạn cũng nhắn tin cho tôi hả, em đầu tư 40 triệu target của em một ngày kiếm 5-700 là em vui lắm rồi, em tự thoát đây, em không chờ anh nữa đâu. Ví dụ vậy, thì đấy là quyền của các bạn thôi. À, còn ví dụ như khi mà tôi vẫn hay chia sẻ với anh em trong nhóm á, là ít nhất là chúng ta phải lãi ít nhất trên 1 triệu thì chúng ta mới thoát, sau khi trừ phí nhá, lãi sau khi trừ phí á, trên 1 triệu một lệnh à, thì chúng ta mới thoát. Chứ còn có nhiều anh chị là cứ lãi được khoảng 500-700 là đã thoát rồi, cứ vào ra liên tục như vậy thì chúng ta sẽ tốn phí à, thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề đó. Còn anh chị phải tự chủ động trong vấn đề thoát lệnh nếu chúng ta cảm thấy mức lợi nhuận ổn đó. Rồi cái loại lệnh vào ha, chúng ta lưu ý về cái loại lệnh vào. Cái này nó là quan trọng này, bởi vì nhiều anh chị không hiểu và hỏi cái này rất là nhiều. Tức là sao, cái này nó không giống như chứng khoán. Các bạn nhớ nha, cái này không giống chứng khoán. Nó giống như chứng khoán phái sinh, chứ nó không giống chứng khoán cơ sở. Tức là không giống như cái việc chúng ta mua cổ phiếu, mà cái này chúng ta mua gọi là mua cái sự kỳ vọng. Nói đúng là chúng ta mua sự kỳ vọng ha, về một cái hàng hóa đó. Cụ thể, ví dụ như chúng ta mua cà phê chẳng hạn, cái hàng hóa cà phê chẳng hạn, thì chúng ta mua cái sự kỳ vọng. Tức là nếu anh chị kỳ vọng là, hay nói đúng hơn, nói kỳ vọng thì nó hơi điêu, nhưng mà chúng ta nói là chúng ta sẽ nghĩ là trong 1-2 ngày tới, hoặc trong 2-3 tiếng tới, hoặc là 1-2 tháng tới, giá cà phê nó giảm. Các bạn hiểu không ạ? Giá cà phê nó giảm thì các bạn đặt lệnh bán nha. Nhớ lúc này chúng ta cái khâu vào lệnh như này. Chúng ta nhớ ví dụ đây, bây giờ chẳng hạn cà phê đúng không? Đây, cà phê Robusta. Bạn click đúp vô. Thì các bạn giá hiện tại nó đang là như thế này, 1.311 đô một hợp đồng. Thì chúng ta kỳ vọng là ngày mai nó sẽ giảm, thì chúng ta vào đây chúng ta đặt một cái lệnh bán. Tôi không nói về cái giá trị tiền bạc gì trên này, tôi đang nói về cái cách thức vào lệnh này. Thì chúng ta kỳ vọng nó giảm giá thì chúng ta đặt lệnh bán. Ngày mai hoặc là sau 1-2 tiếng nữa nó giảm thật, các bạn hiểu không? Nó giảm đúng theo cái mà chúng ta đoán thì chúng ta lãi. Còn ngược lại, nó mà tăng lên, tức là ta dự đoán nó giảm mà nó tăng lên thì ta lỗ. Đó là bình thường. Đó là về nguyên tắc là gọi là sao, để hiểu cái lệnh á, để cái loại lệnh vào á, tức là kỳ vọng giảm giá mình đặt bán mà nó giảm thật thì là lãi, mà nó đi ngược lại với cái kỳ vọng của chúng ta, ngược lại với cái lệnh của chúng ta là chúng ta lỗ, và ngược lại với nó thôi. Tức là sao, tức là chúng ta kỳ vọng là nó sẽ tăng thì chúng ta đặt mua. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta kỳ vọng ví dụ như cà phê nó đang 1.300 đô, chúng ta kỳ vọng là sau một tháng nữa nó tăng lên 1.500 đô. À, thì các bạn đặt lệnh mua, và sau một tháng nó tăng lên 1.500 đô thật, hoặc là 1-2 ngày sau nó tăng lên 1.500 đô thì các bạn lãi, nhưng mà 1-2 ngày sau nó giảm xuống 1.100 đô thì các bạn lỗ. Đấy là bình thường đấy. Thì các bạn chú ý ha, chú ý về cái việc chúng ta đặt lệnh ha, đặt lệnh nào. Chứ cứ lại có nhiều bạn lại bắt đầu có nhảy vô hỏi là bảo tại sao mà mình mua lệnh, tức là mình vào lệnh mà mình lại đi bán mà không phải mua. Đấy, chứ hôm qua tôi nói là đang vào, chúng ta đang vào lệnh, có nhiều bạn nói sao cứ vào lệnh mà không mua mà lại đi bán, có cái gì đâu mà bán, vân vân, giải thích rất là mệt. Các bạn phải nói, nhớ là cái này mua bán hai chiều, kỳ vọng giảm thì bán, kỳ vọng lên thì mua. Thế thôi, hiểu đơn giản như vậy thôi. Rồi vậy khi chúng ta đang nắm giữ một cái vị thế như vậy thì chúng ta chúng ta chốt cái vị thế như thế nào? Tức là chúng ta đang nắm giữ vị thế gì thì khi chúng ta chốt thì chúng ta đặt một cái lệnh ngược lại. Chú ý khúc này nha. Tức là giả sử các bạn bây giờ các bạn đang kỳ vọng giá nó giảm, đúng không? Các bạn đang đặt một cái lệnh bán dầu đậu tương và nó giảm đúng như ý của các bạn. Thì các bạn muốn chốt lệnh thì các bạn đặt một cái lệnh mua lại là xong. Với giá thị trường cho nó nhanh, khỏi đặt mấy cái giá linh tinh nữa mệt, là chốt luôn thì là nó sẽ kết thúc một hợp đồng. Và nó sẽ chốt lời lỗ cho chúng ta luôn, và coi như là chúng ta xong một cái nhịp, gọi là xong một cái vòng ha, tức là mua vào bán ra là xong một vòng rồi đó. Đó, còn trong trường hợp tôi nói các bạn kỳ vọng nó giảm giá, các bạn đặt lệnh bán nhưng mà giá nó lại tăng ha, cái giá trị thực của nó lại tăng lên thì để các bạn lỗ, mà các bạn muốn cắt lỗ thì các bạn cũng vẫn phải đặt một cái lệnh mua vào ha, các bạn hiểu không ạ? Tức là cái vị thế của chúng ta đang là bán thì muốn đóng lệnh thì đặt một cái lệnh mua vào, vị thế của chúng ta đang là vị thế mua thì chúng ta muốn đóng lệnh thì chúng ta bán đi, thế là xong. Đấy, để hiểu rõ là cái vấn đề là vào lệnh như thế nào. Nhớ nha, lúc vào lệnh thì kỳ vọng nó giảm thì bán, kỳ vọng nó tăng thì mua, còn khi đóng lệnh thì làm một cái lệnh ngược lại với cái lệnh mà chúng ta đã thực hiện lúc đầu. Thế nói vậy cho nó dễ hiểu. Rồi cái lúc này vào đúng lệnh. Vào đúng lệnh ở đây là cũng giống như nãy giờ tôi đang giải thích đó. Cái tín hiệu vào bán hoặc mua, các bạn chú ý nha, khi mà chúng tôi phát tín hiệu ra chúng tôi sẽ nói là ví dụ bán dầu đậu tương tháng 12 đó, nói rõ luôn là bán hoặc là mua. Đó, loại hàng hóa nào, cái kỳ hạn nào, và nói thẳng là nói luôn cả cái mức giá để cho chúng ta thực hiện.
Đó thì chúng ta phải vào, chúng ta nói cho đúng, chúng ta thực hiện cho đúng. Đây vào lệnh ví dụ giờ nói vào bán dầu đậu tương tháng 12 chẳng hạn. Thì các bạn click đây này, đấy, nhiều khi tôi lôi cả dầu đậu tương tháng 10 ở đây nữa này. Nên cuối cùng click nhiều khi click nhầm vào dầu đậu tương tháng 10. Ví dụ vậy, tôi nói ví dụ vậy. Đó thì chúng ta đã nói giao dịch dầu đậu tương tháng 12 thì click vào đây, vào cái dầu đậu tương tháng 12 này. Đó thì để các bạn tắt đi ha, tắt cái hợp đồng này đi trước đó. Các bạn click đúp vào đây. Đó thì nó sẽ tự động chạy cái dầu đậu tương tháng 12 vào đây này để cho chúng ta hình dung ra. Các bạn hiểu không ạ? Đó rồi chúng ta đặt thôi. Ok, từng loại lệnh thì tôi sẽ nói sau, tôi đang nói là chúng ta đặt nó đúng lệnh, đúng loại lệnh. Đó, tránh vào nhầm lệnh hoặc là đi ngược xu hướng thị trường. Thật ra cái xu hướng thị trường thì đúng là không ai biết được. Nhiều khi nay tăng đó nhưng mà giảm ngay đó, ví dụ giờ tăng nhưng mà lát nữa giảm, mà giờ giảm lát nữa tăng vân vân. Thì cái xu hướng mà theo cái tín hiệu lệnh của chúng tôi đưa ra thì chúng tôi nói là anh chị tránh đặt nhầm với cái xu hướng thôi. Còn anh chị muốn, đấy là quyền của các anh chị, tôi nói đặt đặt nhầm lệnh ấy, thì nó còn chấp nhận được. À, chứ còn anh chị cứ muốn đi ngược xu hướng theo chung cái khuyến nghị của nhóm hay là cái tín hiệu của chúng tôi thì đấy là tùy anh chị tự chịu trách nhiệm. Rồi đây là cái chốt vị thế đóng lệnh này đó. Cái lưu ý nữa ha, các bạn lưu ý nữa là cái chốt vị thế đóng lệnh như này thì giống như lúc nãy tôi nói là thoát lệnh ấy. Thì đặt một cái lệnh mà chúng ta nhớ là nó có số hợp đồng tương ứng đúng với cái vị thế mà chúng ta đang giữ, và vào lệnh ngược lại là ok. Thế nên tôi giải thích như vậy để chúng ta hiểu. Cái nãy là tôi giải thích vào một cái lệnh ngược lại rồi, nhưng mà lúc này chúng ta phải chú ý là số hợp đồng chúng ta đang nắm giữ. Có nhiều bạn là chúng ta đang giữ một cái hợp đồng, ví dụ như vị thế của tôi đây, các bạn nhớ chỗ nó thấy một cái vị thế mở này. Cái chỗ vị thế mở này các bạn nhìn ở cái hợp đồng này, vị thế mở mà nó màu đỏ có dấu trừ, tức là cái vị thế mở là đang vị thế bán. Và đây là số 1, số màu đỏ và có dấu trừ trước là vị thế bán và là một hợp đồng. Ví dụ chỗ này dấu trừ mà số 3 tức là ba hợp đồng, các bạn hiểu không ạ? Thì lúc này các bạn mua lại là chỉ mua một hợp đồng thôi. Hôm nay cũng có nhiều người là cũng có chỉ có một hợp đồng hoặc là hai hợp đồng thôi. Đó, nhưng mà lúc mở vị thế thì không biết nhầm thế nào, nhận đặt vô đây tới hai ba lệnh, tức là có một hợp đồng thôi, thì đáng nhẽ là bán là mua lại một hợp đồng thôi, nhưng cuối cùng click vào đây thành ba hợp đồng, cái nhấn mua thì nó mua được ba hợp đồng luôn. Thì cuối cùng là nó đóng cái hợp đồng này và nó lại mở tiếp hai cái hợp đồng tiếp khác ở vị thế mua. Đó, các bạn hiểu không ạ? Là chúng ta bị lộn, bị lỗ à, và không phải, thật ra không phải bị lỗ nhưng mà nó có thể nó ngược xu hướng hay gì thì nó rất là rủi ro. Một phần nó rủi ro là cái số tiền chúng ta không đảm bảo, cái thứ hai là nó đang ngược xu hướng thì nó cái nguy cơ nó là thua nhiều hơn. Đó thì các bạn lưu ý là cái số chúng ta đang có à, tôi nói rõ đấy là đặt một cái số hợp đồng nó đúng với vị thế chúng ta đang giữ thôi, chứ ông có một lệnh mà ông đi đặt tới hai ba lệnh thì đôi khi là nó không đúng à, nó không đúng mà nó thành một cái vị thế ngược lại ấy. Đối với phái chứng khoán phái sinh thì đôi khi nó gọi là đảo vị thế đó, đảo nhanh quá là đảo lộn lộn cái số lượng ha, thì chúng ta phải hết sức lưu ý những vấn đề đó. Mà tôi nói rất kỹ và nói rất là dài rồi, anh chị nào mà cảm thấy tôi nói dài quá thì cũng chịu khó nghe nha, chứ còn tôi nói là nói đi nói lại vậy đó, mà tí có khi lại comment cho hỏi cho xem, để y mà xem chắc chắn luôn. Có những thứ tôi đã nói rồi mà tí mới bắt đầu là comment hỏi y những thứ mà tôi đã nói. Tôi đã lưu ý hết những vấn đề này rồi. Tôi đã đặt một cái gọi là một cái đây này, cái nhóm 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 gọi là nhóm chứng khoán này, tôi đã làm một cái khảo sát trên này rồi. Đây, ai có thắc mắc gì thì các bạn comment ở dưới, tôi đang giải thích theo cái hướng mà các bạn comment ở đây này. Và những hướng mà tôi nghĩ là các bạn sẽ hỏi hoặc là các bạn nhắn tin cho tôi hỏi là tôi đưa ra, chứ không phải là tôi tự nghĩ ra mấy thứ này. Đây là đang giải thích cho những cái vấn đề này các bạn hỏi đó. Thì tôi sẽ giải thích hết. Rồi, đối với cái thị trường này nữa thì cái này thì nó chỉ là kinh nghiệm thôi. Tôi nói với bạn là phải kiên nhẫn. Thị trường nào cũng kiên nhẫn, cổ phiếu cũng kiên nhẫn. Và với thị trường này tôi chúng là cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh hơn nữa. Tức là sao? Tức là khi chúng ta vào lệnh rồi thì bình tĩnh ha, chúng ta chờ thành quả hoặc là chờ tín hiệu tiếp theo của admin. À, chúng ta cũng không phải lo lắng, không phải lo sợ mà thoát lệnh vội hay thiệt thòi. Tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta vào cái lệnh, tôi nói là phát lệnh là bán một cái hàng hóa gì đó, chúng ta vừa đặt lệnh bán xong sau 5-10 phút thì đó nó đi ngược lại với cái dự đoán của chúng ta. Cái thấy nó nhìn vào tài khoản nhỏ thì không nói, tài khoản lớn lớn mà đặt 2-3 lót, 2-3 hợp đồng mà thấy nó lỗ 2-3 triệu cái là hoa hết cả mắt lên, cái vội vàng cắt. À, không nên ha. Tôi nói thị trường lúc nào nó cũng chuyển động theo những con sóng à, đi lên đi xuống, thì chúng ta vào đúng sóng chúng ta ra đúng sóng là ok, không vấn đề gì cả, vẫn đảm bảo. Chứ còn cũng đừng có vội vội vàng vàng rồi bắt đầu mất bình tĩnh xong rồi tay ma tay máy. Tôi nói là nói thẳng, khi nào các bạn sợ quá thì các bạn tắt máy đi, đừng có nhìn nữa à, cái đó là cách tốt nhất ấy. Còn khi nào còn nói thẳng là khi nào cần mà cắt ấy, thì chúng tôi sẽ, tức là phải chốt lỗ ấy. Tôi nói phải nó phải chốt lỗ chứ không phải là cắt lỗ nữa à. Là phải chốt lỗ thì chúng ta phải chốt, và chúng tôi phát tín hiệu ra thì anh em chịu khó chấp nhận. Nói chung là thua kèo này mình bày kèo khác còn được à, tôi nói là với thị trường này đôi khi chúng ta chốt lãi nó khó hơn là chúng ta chốt lỗ. Nhiều khi lỗ chúng ta còn gồng được, nhưng mà lãi nhiều khi tham quá rồi không biết chốt lúc nào, cái đó mới là đáng sợ à, thì gồng lỗ thì đi gồng được, nhưng mà gồng lãi đôi khi không gồng được đâu.
Đó, thì các bạn phải lưu ý và kiên nhẫn và bình tĩnh, cứ cứ theo tín hiệu, chứ là chúng tôi cũng không có nói là xúi anh em đi vào những cái đường con đường cùng đâu, đấy cái đấy là cái chắc chắn. Rồi cái vấn đề tiếp theo mà lưu ý nữa là việc chủ động đặt lệnh. Các bạn nhớ nhé, cái việc chủ động đặt lệnh chắc là trong giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần, đó là do hệ thống của chúng ta nó chưa có đặt lệnh qua smartphone, qua tablet được, thì anh chị còn phải phụ thuộc vào máy tính rất là nhiều. Thì anh chị không đặt được thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đặt, nhưng mà rồi về sau này, về lâu về dài, tôi nói về lâu về dài tôi không có đủ thời gian để mà hỗ trợ. Đó, sau này mọi người tự chủ động để biết cách tự mình đặt một cái lệnh như thế nào, đóng lệnh, mở lệnh như thế nào. Đấy, tôi đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, đúng không? Nãy giờ cũng đang hướng dẫn rất nhiều về việc đặt, đóng, mở vị thế làm sao rồi. Thì tự biết mà đặt, chứ còn cũng cũng đừng có quá trông chờ, đừng có quá lệ thuộc vào tôi. Đôi khi nói thẳng là tôi cũng đặt được đó, nói thẳng là đặt được dùng cho các anh chị, nhưng mà nói đông quá thì đặt không kịp thì nó lại mất đi cái cơ hội. Ví dụ vậy. Rồi đâu đó là nhiều khi là tôi đang bận gì đó mà tôi không đặt giùm được thì nó cũng mất cái cơ hội của anh chị làm đang đánh đang lãi rất là nhiều, nhưng mà tôi đặt chậm cho anh chị, hoặc là anh chị gọi tôi không được, anh chị không biết đường nào đặt hết đấy, thì nó lại mất đi cái lợi nhuận đó, thì chúng ta lại tiếc đó. Sau này chúng ta nói chung là rất khó nói chuyện với nhau, anh chị cứ tự chủ động cho vấn đề đó. Còn ai á, ai mà ở lát nữa tôi sẽ nói vấn đề đó. Rồi cái nhóm tín hiệu Zalo, các bạn lưu ý cái này mới là cái quan trọng. Tôi public cái nhóm tín hiệu Zalo này sau cùng. Bởi vì sao? Bởi vì hồi trước tôi đã public mấy lần cái nhóm Zalo mà vô rồi bắt đầu chào hỏi nhau lung tung xà bần trong nó. Chào một lần còn chưa chào được đâu, cái thấy ông nào vô cái cả nhóm bu vô chào nữa. Trời đất ơi. Rất là ghê gớm luôn. Mà tôi nói nhóm một hai người đã thấy choáng rồi, đây nhóm tới mấy trăm người mà vô mà làm kiểu đó thì không biết nói cái gì trong đó luôn. Cho nên tôi nói là vào nhóm rồi tôi đã public cái nhóm tín hiệu Zalo cũng nằm phía dưới video này luôn. Chúng ta vào, anh chị nào có tài khoản rồi thì vào. Còn anh chị nào muốn tìm hiểu thì có thể là tìm hiểu qua YouTube này, qua nhiều cách nha, chứ còn không phải là em cho em vào nhóm tín hiệu Zalo để em tìm hiểu, không có tài khoản không biết một cái gì thì vào tìm hiểu làm cái gì. Tôi nói rõ là như vậy chứ không phải là khó tính hay gì hết, nó cũng còn quyền lợi của anh em khác. Rồi vô comment, vô hỏi linh tinh trong nó rất là mệt. Là vào cái nhóm Zalo này ha, cái nhóm tín hiệu này tôi cũng đã lập luôn rồi. Thì các bạn vào ha, chỉ là nói chung là tôi nhắc ở đây là không cần chào hỏi hay thắc mắc gì hay vui buồn lo sợ hào hứng hay là nói chung cũng không nên bình luận hay không nên thắc mắc, nói chung là không, các bạn vô chỉ để biết thôi. Nói thẳng đôi khi tôi up tín hiệu lên các bạn cho thả tim cho cái thì thế là vui rồi, là ổn rồi, vậy thôi, để cái biết là các bạn đã đọc rồi. Tức là ví dụ tôi up tín hiệu là vào cái cổ phiếu nào đó, vào hàng con nào đó thì chúng ta like một cái thôi, chúng ta ấn like hoặc thả tim cái để tôi biết là các bạn đã xem, các anh chị đã xem, thế thôi. Đây là hiểu rồi, tức là các anh chị đã nhận được cái tín hiệu rồi, nhảy vô cảm ơn S rồi, ôi rồi ơi rồi, tại sao vào giờ này mà tại sao lại bán anh ơi rồi. Ông nào mà tôi nói tôi đã xóa mấy lần rồi, có nhiều người, rất nhiều người luôn. Chắc chắc phải mở lên cho mọi người xem đây, tôi đã nhắn từ ghim như thế này này. Đây các bạn thấy ghim như thế này đây, nhưng mà rồi cuối cùng vô trong nhóm đây vẫn cứ đấy, rồi cũng vô hỏi mấy cái thứ linh tinh này mà tôi đã nói rõ rồi, vô không chịu đọc cái này. Chúng ta kỳ một cái là chị không bao giờ chịu đọc thôi. Tay nhanh hơn não, mà não thì nhắn như mông, tôi nói thẳng luôn. Đây, tín hiệu ghim sẵn và đã nói trước khi vào đây. Trong 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 Facebook tôi cũng nói, tôi khi mà tôi up cái nhóm Zalo lên tôi cũng nói rồi. Đúng không? Có cái nào tôi không nói đâu, tôi nói tôi về dặn dò rất kỹ đây. Đây, đây là nhóm tín hiệu Zalo đây. Vào đây, không cần chào hỏi, không cần nói gì hết, nói túm lại như vậy và tôi đã để rất nhiều cho anh em nhớ những vấn đề đã dặn trên trước khi vào rồi, cuối cùng vào bắt đầu cũng chào hỏi khí thế luôn. Tôi chả hiểu được cái tư duy kiểu gì nhá. Muốn muốn trở thành một nhà đầu tư, muốn thành công mà chúng ta không để ý những cái tiểu tiết như vậy, tôi nói là thua ở chỗ đó ra đó chứ không ở đâu hết đó. Đó, chứ đừng có nghĩ mà tôi nóng tính hay tôi cáu, đúng là nhiều lúc tôi trả lời mà tôi nói thiệt với các bạn cứ thử tưởng tượng đi. Có vài trăm người mà cứ nhắn tin liên tục mà không trả lời thì không được, mà trả lời rồi thì những cái thứ nó quá sơ đẳng đi. Tôi nói thẳng là như vậy, nhiều lúc cũng buồn lắm. Đó, giờ tôi nhắc lại lần nữa vậy thôi. Sau này thì anh chị nào bị tôi kích ra luôn thì cũng ráng chịu, đừng có hỏi gì hết. Rồi cái tiếp theo là cái vấn đề chúng ta quản trị nguồn vốn. Quản trị nguồn vốn tức là tùy vào số vốn mà chúng ta có để chúng ta chọn cái số hợp đồng nó tương ứng. Cái này nói rõ rồi, lát nữa tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở cái vấn đề về tại sao khi nào cháy, mức độ nào thì cháy tài khoản, tôi sẽ nói kỹ hơn. Rồi thêm một cái ý nữa mà chúng ta cũng hay hỏi, clip này nó có vẻ hơi dài, anh chị chịu khó nha, tôi cũng cố gắng nói nhanh. Chưa ký hợp đồng thì có giao dịch được hay không? Cái này cũng nhiều anh chị hỏi. Các bạn chỉ cần nhận được một cái email có cái tài khoản và có cái mật khẩu, các bạn đổi mật khẩu, các bạn tải phần mềm này về, các bạn đăng nhập vào được là các bạn đã giao dịch được. Nói rõ là như vậy để cho chúng ta hiểu với nhau. Rồi còn cái hợp đồng thì chúng ta sẽ ký với nhau sau. Ở đây các bạn vào đây này, cái hợp đồng là nó sẽ không gửi email cho các bạn đâu nhé, các bạn nhớ nhé. Hợp đồng trong email nó chỉ gửi cái tài khoản và cái mật khẩu thôi,
Còn cái hợp đồng các anh chị lên đây này, các anh chị vào phần hướng dẫn mở tài khoản này này, chứ cũng đừng bắt đầu tí bắt đầu lại hỏi nhắn tin em không nhận được email hợp đồng nữa là thôi, tôi hết biết trả lời luôn á. Click vào đây, hướng dẫn mở tài khoản đây các vị. Đó, kéo xuống đây nó có ba cái hợp đồng đây. Tải về, in ra mỗi cái hai bản. Có thông tin gì họ tên ngày tháng năm sinh gì quê quán số tài khoản này cái thứ quá gì mình có cái gì mình ghi cái đó, không có thì thôi. Thế thôi. Ví dụ như cái bản chỗ người đại diện, mình không có người đại diện thì thôi, mình đại diện cho chính mình, chứ còn phải ai đại diện. Cái chỗ người đại diện đấy nó hay nói về vấn đề một công ty chẳng hạn. Ở công ty Nguyễn Văn A người đại diện là ông gì, chức vụ giám đốc. Còn mình đây mình mở tài khoản cá nhân của mình thì cứ hỏi người đại diện là ai, điền tên anh hay điền tên ai đấy, tôi cũng chả biết ai ai đại diện cho các bạn. Nhưng các bạn mở tài khoản thì kêu vợ đại diện cho không không được, các bạn phải chú ý mấy cái đó. Nói thẳng là cũng có nhiều người không biết thật, nhưng mà cũng có những cái tôi nói là hướng dẫn rồi, nhưng mà rồi cuối cùng anh chị đâu đâu có xem, đâu có xem hướng dẫn đâu. Tôi nói những cái hướng dẫn về ba cái hợp đồng này tôi hướng dẫn ngay trong cái clip đầu tiên này. Cái clip mà hướng dẫn chi tiết đó, là có luôn nha, chứ không phải là không có đâu. Cái gì cũng có nói hết rồi mà chúng ta vẫn cứ vướng. Đây, cái khúc này mới quan trọng là bao nhiêu phần trăm thì cháy tài khoản và bao nhiêu phần trăm thì chúng ta giao dịch được, tức là bao nhiêu tiền thì chúng ta giao dịch được. Cái này các bạn, các anh chị vào tài khoản này, vào vào cái phần tài khoản của anh chị. Để mình kiểm tra lại cái, chúng ta vào cái phần quản lý tài khoản trạng thái danh mục. Đây, danh sách, chúng ta vào cái này. Đây này, các bạn vào phần giao dịch ha. Các anh chị vào phần giao dịch. Nhớ nha, để kiểm tra thì các anh chị vui vòng vào đây này. Vào phần giao dịch, vào cái danh sách quản lý ký quỹ, các bạn click vào đây. Ở đây các bạn chú ý cái chỗ tỷ lệ ký quỹ này. Đấy, nó tính theo phần trăm nha. Thì đây nó là ví dụ như của tôi đang tài khoản của tôi đây, tỷ lệ ký quỹ hiện tại đang là 285%. Tức là đối với tất cả các cái hợp đồng này, cái mức ký quỹ quy định là ở đây. Các bạn hiểu không ạ? Cái mức này là mức 100%. Tức là sao, ví dụ với đậu tương anh chị phải nạp vào 50.959.920 đồng để ký quỹ, tức là 100%. Tức là tỷ lệ 1:1. Nói chung là như vậy, chúng ta bằng cái mức này chúng ta lỗ là chúng ta dễ bị cháy lắm. Nếu giả sử như anh chị có 50 triệu trong tài khoản, 59 triệu trong tài khoản, anh chị cũng có thể đặt mua được một cái hợp đồng đầu tư này, cái đấy là bình thường. Nhưng mà rồi khi nó rơi đến cái mức mà các bạn thấy nó rơi mỗi lần là 12 đô, một bước giá của nó 12 đô, nó rơi khoảng 5 bước giá thôi là tới 50 đô rồi, 50 đô là nhân lên tới hơn 1 triệu rồi. Đúng không ạ? Khá là nhiều, cho nên là nó sẽ tụt xuống cái mức và nó tính theo tỷ lệ phần trăm thì các anh chị sẽ lỗ. Cho nên là để đảm bảo về cái mức an toàn về cái tỷ lệ ký quỹ này. Và theo nhóm chúng tôi và theo cái kinh nghiệm của chúng tôi khuyến nghị cho các anh chị là tốt nhất phải để chỗ này ít nhất, tôi nói là cái mức min ở chỗ này là 200%. Các anh chị hiểu không? Cái mức mà an toàn mà để cho chúng ta đánh có thể là lỗ chúng ta không cần phải chốt. Tức là chúng ta kiên quyết khi nào lãi chúng ta mới chịu chốt. Đó là các anh chị phải để cho tôi chỗ này ít nhất là 200%. Còn nói thẳng đúng ra mà những cái hợp đồng lớn mà chúng tôi đánh, những hợp đồng lớn mà đánh lâu, đánh bền á, đánh thậm chí đi với nhau đến cuối con đường luôn á, tôi nói thiệt là như vậy, là chúng ta phải để chỗ này khoảng tới 300%. Tức là sao? Ví dụ như nó yêu cầu ký quỹ khoảng khoảng như như ông nội dầu đậu tương chẳng hạn, dầu đậu tương đâu, dầu đậu tương đây 15 triệu. Ký quỹ là 17 đúng không? Tỷ lệ ký quỹ nó tới 120% là 17. 17 triệu thì cũng này cho là 50 triệu các anh chị đánh là thấy yên tâm rồi. Chứ còn nói 30 triệu mà vô đánh dầu đậu tương là tôi thấy hơi nghi ngại ha, nói thẳng là hơi nghi ngại đấy. Thì các anh chị thấy cái mức ký quỹ đây là cái này tôi cũng đã public lên cái nhóm Facebook rồi nha. Chủ động theo dõi. Ví dụ như hợp đồng, ví dụ sau này các anh chị đánh đậu tương chẳng hạn ha, thì các anh chị đánh dài hạn thì chỗ này anh chị phải có khoảng 200 triệu thì anh chị mới đánh cái hợp đồng này được. Chỉ một lót một thôi. Đó. Nó vừa đỡ tốn phí mà các anh chị đi lâu được và cái lợi nhuận nó cao, có nhiều khi đánh xong một hợp đồng lời mấy nghìn đô là bình thường. Các anh chị phải chú ý cái vấn đề đó. Đó thì chú ý cái chỗ tỷ lệ ký quỹ này. Tốt nhất là để trên 200% là ổn. Rồi khi nó giảm về mức 80% là các anh chị sẽ bị cảnh báo. Anh chị nhớ nha, chú ý cái phần này. Cái tỷ lệ ký quỹ mà nó còn 80% là các anh chị sẽ bị cảnh báo. Và nó giảm về 30% là hệ thống nó sẽ xử lý tự động, tức là nó cắt lệnh, nó chốt lệnh của anh chị. Nó đóng vị thế của anh chị. Lúc đấy các anh chị sẽ chỉ còn là sao, còn 30%, tức là nó không phải là mất hết đâu, nó thẳng là không mất hết đâu, chỉ còn 30% của cái số tiền ký quỹ này. Ví dụ như đây cái dầu đầu tương tôi đang ký là 17 triệu 3 đúng không? Thì khi mà anh chị bị còn dưới 30 về 30% nó tự động đóng lệnh luôn và các anh chị chỉ còn được 30% của 17 triệu này thì là bao nhiêu tiền đấy là tùy anh chị tự tính đi, tôi không có tính cho nữa. Đó, nhớ nha, hết sức lưu ý về cái tỷ lệ ký này. An toàn nhất là 200%. Tức là mức min để an toàn đó là theo chúng tôi khuyến nghị là 200%. Còn mức an toàn nhất là khoảng 300 thậm chí 500% là càng tốt nữa. Đánh maximum luôn cho nó đã. Chứ có nhiều anh chị tôi thấy là nạp vô có
50 triệu mà mua hai hợp đồng là thấy không ổn rồi. Đó, rất là nguy, tôi nói là rất là nguy. Đấy là tùy anh chị ha, chúng tôi khuyến nghị hết sức rồi, hết mức rồi. Rồi, cần chú ý gì khi đặt lệnh và vào lệnh ha, chú ý gì khi vào lệnh và đặt lệnh. Thì lại quay lại cái bảng giá đi. Đấy, chú ý lúc nãy tôi cũng đã giải thích rồi. Chọn đúng, thứ nhất là chọn đúng mã, chọn đúng kỳ hạn ha. Chọn đúng mã, chọn đúng kỳ hạn, rồi chọn đúng cái số lượng hợp đồng mà chúng ta có, đúng cái vị thế số số hợp đồng mà chúng ta đang có ha. Đôi khi đây này ví dụ như nó vẫn có thể cho chúng ta mở tối đa là bằng này, tại vì cái tỷ lệ ký quỹ của chúng ta nó dư cao mà. Nhưng của tôi là tới 280 mấy thì chúng ta vẫn có thể đặt hai hợp đồng. Nhưng chúng ta chỉ đặt trong cái mức gọi là đấy, để cho nó tỷ lệ cao thì chúng ta đặt một hợp đồng thôi. Đó là những cái chú ý. Và chú ý nữa là các cái lệnh chờ, chúng ta chờ, ví dụ đặt stop limit, lát tôi giải thích mấy cái lệnh này. Nhưng chúng ta đặt lệnh chờ thì nó chỉ có hiệu lực trong ngày thôi à, sau đó thì nó sẽ hết, hôm sau nó là phải đặt lại chứ nó không có chờ đến ngày mai. Đó, rồi thì chúng ta phải nhớ là vào, lưu ý là vào đúng lệnh, muốn mua thì mua mà muốn bán thì bán, là phải cho nó quyết đoán và đúng, chứ còn cứ lập nhà nhập nhừng không biết là vào lệnh nào á, lòng ngoằng hồi đặt sai lệnh. Đó là cái chú ý khi đặt lệnh. Rồi giải thích các cái lệnh ha, giải thích các cái lệnh thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Các bạn chú ý khi chúng ta đặt lệnh ở đây, chúng ta thấy này, đặt lệnh giao dịch ở đây nó có bốn cái này. Các bạn thấy cái màu xanh này là MKT này, thì cái này gọi là gì? Cái này gọi là lệnh thị trường ha các bạn, cái này gọi là market ha. Market có là lệnh thị trường, tức là các bạn chỉ cần đặt thôi là nó khớp theo cái giá mà đang khớp, mà hiểu không ạ? Nó khớp theo cái giá đang khớp ở đây gọi là lệnh thị trường, tức là nó khớp ngay cái mức giá gần nhất, đây là nó gọi là mức giá khớp gần nhất này. Đó thì gọi là lệnh thị trường, tức là thường là chúng ta hay đặt theo cái lệnh này. Rồi cái lệnh ở đây, lệnh tiếp theo là lệnh LMT, gọi là lệnh limit á, lệnh giới hạn đấy các bạn ha. Nó gọi là LMT, gọi là lệnh limit, thì chúng ta click vào đây. Đó thì cái khối lượng này các bạn chú ý nha, cái chú ý thì tôi nói rõ rồi, có bao nhiêu thì đặt bấy nhiêu. Còn giới hạn ở đây tức là sao? Tức là chúng ta muốn mua một cái mức giá nhất định mà chúng ta muốn, chứ chúng ta không muốn mua theo thị trường. Chẳng hạn như ở đây nó đang là 29.75, nếu chúng ta đặt bằng cái lệnh MKT này thì nó khớp với 29.75. Còn như bây giờ tôi bảo không, tôi cũng muốn bán nhưng mà tôi chờ nó lên trên khoảng 30 chẳng hạn thì tôi mới khớp cái lệnh bán này. Thì các bạn đặt ở đây là đây này, các bạn vào đây các bạn đặt giá 30 30.00 à, xong các bạn đặt lệnh bán thì là nó không có khớp ngay và nó để đấy, nó chờ khi nào mà con này nó tới cái mức giá đó ha, và có người khớp cái lệnh đó là nó tự động khớp cho các bạn. Thế là xong. Qua ngày hôm sau thì các bạn phải đặt lệnh lại, tức là hết khoảng 1:30 đêm thì nó sẽ đóng cái lệnh đấy lại, tức là nó thoát luôn, nếu không khớp được là nó thoát luôn. Hôm sau nếu muốn đặt lại thì phải đặt lại, nếu nó không khớp đó thì nó gọi là lệnh limit ha, hay là gọi là lệnh giới hạn. Rồi cái lệnh này là lệnh stop limit. Đây. Đây, nó viết tắt STP ha, gọi là stop limit. Đấy, cái này chúng ta đặt nói rõ với nhau như vậy đi. Đó là lệnh STP, tức là gọi lệnh là gọi là dừng lỗ. Đây, nó ghi là giá dừng này. Tức là sao? Tức là ví dụ như các bạn đang đây, bây giờ ví dụ như bây giờ các bạn vào lệnh đi, hoặc là bây giờ các bạn đang vào lệnh cái lúc bán ở lúc là 30.000 30 đô, đúng không? Đặt bán ở 30 đô nha các bạn nhớ nha, đặt bán ở 30 đô nó thì nó giảm như thế này thì chúng ta đang lãi, nhưng trong trường hợp nó tăng ngược lên là chúng ta lỗ, đúng không? Thì chúng ta đặt cái giá này là giá dừng lỗ, tức là cái mức chúng ta chấp nhận lỗ là bao nhiêu, tức là ví dụ lỗ một giá chẳng hạn thì chúng ta đặt top limit là giá 31 ha. Tức là đặt lên phía trên á, tức là nó tăng lên tới đó là chúng ta lỗ rồi, thì chúng ta đặt stop limit, tức là dừng lỗ ở đó thì là nó tới đó nó tự động khớp. Bạn hiểu không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn phải là cái vị thế của chúng ta nha, để tức là cái giá dừng lỗ, tức là cái giá mà chúng ta sẽ đóng vị thế đấy, các bạn hiểu không? Đóng vị thế ở cái mức giá nào á, thì chúng ta, mà chúng ta bị lỗ á, thì là chúng ta đóng ở mức giá đó. Ví dụ cái lệnh nãy tôi nói đang mua đúng không? Thì nó lên tới 31 là chúng ta lỗ rồi, thì chúng ta đóng lại khi mà nó đạt mức đó thì chúng ta đặt đặt cái lệnh ở đây là 31 và đặt lệnh mua. Đó. Thì cứ khi nào con này nó tăng lên tới 31 là nó tự động khớp ha, và chúng ta sẽ bị lỗ mất một giá đó, thì quy ra bao nhiêu tiền đó là lỗ. Đó thì nó là lệnh chốt lỗ ha, gọi là dừng lỗ. Còn đây là lệnh này là lệnh giới hạn ha, lệnh gọi là stop limit ha. Cái này nãy là stop take profit hay take profit, còn này là stop limit. Đó thì cái này là cái giá dừng, cái khối lượng ở đây thì không nói, là cái giá dừng và cái giá giới hạn. Đó, anh hiểu là tới đây là nó cái chỗ này phải giải thích làm sao để các bạn hiểu cái chỗ này. Nó là cái giá dừng và giá giới hạn ha, là chúng ta lưu ý là ví dụ như chúng ta đặt ở đây là lúc nãy là cái lệnh của chúng ta đang là 30 đúng không? Tức là khi nào chúng ta đặt một cái lệnh ở trên và một cái lệnh ở dưới. Stop limit này nó là cái lệnh giá giới hạn và giá dừng.
giá dừng, giá giới hạn. Tức là cái lệnh này này, cái lệnh này thì nó khó hơn các lệnh lệnh khác. Tức cái đây là chúng ta dừng lỗ rồi thì không nói, cái lệnh này lệnh lại giống như là cái lệnh mà kích hoạt của chúng ta lên á. Tức là sao? Tức là ví dụ các bạn mua đặt bán ở giá 30. À, và các bạn muốn dừng lỗ ở giá 31. Các bạn hiểu không ạ? Thì bạn đặt cái giá giới hạn ở đây. À, đặt một cái giá giới hạn ở đây là giá 20, giá 30.5 chẳng hạn. Đó, thì khi mà nó tăng lên qua 30.5 phát thì là nó lập tức nó kích hoạt cái lệnh này. Đó, và lệnh này sẽ dừng lỗ cho các bạn. Các bạn hiểu không ạ? Tức là cái giá giới hạn này, nó chỉ cần vượt qua cái giới hạn này thì cái lệnh này nó mới được kích hoạt. Còn nó không vượt qua cái giới hạn này thì cái lệnh này nó không được kích hoạt. Đó, nói lại nha. Nếu các bạn mua ở đây đặt bán một cái hợp đồng giá 30 thì nó giảm xuống thì chúng ta chốt thì không nói. Mà nó tăng ngược lên thì chúng ta lỗ đúng không? Thì chúng ta đặt một cái mức gọi là mức giới hạn là 30.5. Chẳng hạn là chúng ta lỗ mất 5 lai. Đó, lỗ mất 5 lai thì chúng ta bắt đầu kích hoạt cái lệnh dừng lỗ của chúng ta lên. Và chúng ta đặt dừng lỗ ở mức 30.7 hoặc 30.31 hay gì đó. Thì nó lập tức cái lệnh này nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ khớp. Đó, thì nó chờ lên tới đó là nó sẽ khớp ha. Còn nếu nó không vượt lên thì nó không kích hoạt lệnh luôn. Đấy, thì để chúng ta hiểu được điều đó là ý nghĩa của các loại lệnh. Rồi cái quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro này thì nó cũng giống như cái vấn đề mà chúng ta có bao nhiêu tiền đó, thì vào bao nhiêu lệnh với số tiền đang có và đặt lệnh có đặt lệnh chờ hay không. À, cái chỗ này nó giải thích thêm này. Cái vào bao nhiêu tiền thì tôi nói rồi ha. Vào bao nhiêu tiền thì nói rõ rồi, còn có cái đặt lệnh chờ hay không. Đối với cái này á, nó hay một cái là chúng ta đang nắm giữ một vị thế. Tôi nói ví dụ đây. Đây đang nắm giữ một vị thế. Thì khi mà chúng ta mở một cái lệnh chờ thì nó cũng bắt đầu nó lấy cái tiền nó ký quỹ luôn. Các bạn hiểu không ạ? Là cái tỷ lệ ký quỹ của bạn nó sẽ bị giảm xuống. À, cho nên là các bạn lưu ý nha. Lưu ý ví dụ ở đây nó có thể mở tối đa 2 hợp đồng. Tức là tôi vẫn có thể đặt một cái lệnh chờ để gọi là chặn lỗ hay là chốt lỗ hay là gì đó. Nói chung là tùy. Thì tôi vẫn có thể mở được thì nó vẫn còn trong cái giới hạn gọi là an toàn. Nhưng mà đôi khi là cái tỷ lệ của chúng ta mà nó giống như đây 1-1 chẳng hạn. À, vị thế mở cũng chỉ mở tối đa cũng chỉ được 1 nữa thôi. Mà chúng ta đặt luôn đó. À, thì cái việc mà nó rớt xuống 80% rất là dễ. Nếu mà nó đi ngược xu hướng một xíu là chúng ta sẽ bị lỗ. À, bởi vì khi chúng ta đặt thêm một cái lệnh nữa là nó lập tức thứ nhất là nó sẽ nạp cái tiền vô nó ký quỹ luôn. Thì chúng ta phải chú ý cái vấn đề đó. Cho nên là tôi mới nói là không nên đặt lệnh chờ là như vậy. Đó, cái thứ hai nữa là chúng ta để ý đối với cái thị trường này này. Nó có những cái lệnh quét. À, để tôi đăng nhập lại, để lâu quá không vào cái nó thoát ra rồi. Nhưng là để ý là đôi lúc nó có những cái lệnh quét. Lý do vì sao? Bởi vì nếu chúng ta đặt những cái lệnh chờ, các bạn đặt những cái lệnh chờ ở những cái vùng giá mà nó gần gần nhau như vậy á, để cho chúng ta cảm thấy an toàn á, thì nó hay bị quét. Đối với thị trường này này, mỗi lần mà vào một cái nến mới hoặc là vào một cái phiên mới chẳng hạn, giống như tới 8:30 là vào phiên của Mỹ á, nó sẽ có một cái, nó sẽ kích hoạt một cái lệnh gọi là nó hay gọi là đi quét ha. Nó quét những cái stop loss, nó quét những cái lệnh mà chờ sẵn. Đây này, chúng ta thấy những cái nến như thế này này. Đó, giả sử mà chúng ta đặt sẵn là nó sẽ quét ngay. À, nó sẽ quét, tức là nó lướt lên một lần cho nó khớp đi xong rồi thôi. Tức là những ông nào đặt lệnh sẵn là coi như là tự động khớp luôn đó. Đó, nó chỉ cần quét lên cái là nó đảo liền. Đó. Thì tất nhiên đôi khi nhiều bảo lại nó tôi đặt lệnh, ví dụ tôi đang chiều mua lên rồi tôi đặt ở trên này là bán. À, là trên này để đóng lệnh mà nó quét lên rồi nó lại giảm xuống thì tôi lại lãi rồi tôi lại làm vòng khác. Nhưng mà đôi khi nó đi ngược lại, nó quét theo kiểu ngược lại với chúng ta đó. À, làm cho chúng ta bị thiệt hại thì tôi thì nói sơ bộ thôi để cho chúng ta hình dung ra, chúng ta hiểu thêm. Rồi cái thời gian giao dịch ha, có nhiều anh chị hỏi thời gian giao dịch thì chúng ta theo dõi trong cái bảng này. À, với mỗi loại hợp đồng và nó tùy với cái thị trường ha, cái thị trường, cái sở giao dịch ở các cái nước sở tại này, nước sở tại mà cái hợp đồng này nó đăng ký này. Đó, thường là từ thứ hai đến thứ sáu, cái đấy là cái ngày là chắc chắn rồi. Đó, nó thành hai phiên này. Ví dụ như phiên 1 là từ 7 giờ đến 19:45, phiên 2 từ 20:30 đến 1:20 này. Đó, chúng ta chú ý ha. Đậu tương này nó có đây, nó có từng cái thời đây. Cái bài, cái file này tôi đã up lên rồi nha, anh chị theo dõi để biết giờ giao dịch. Đó, cho nên là những cái hàng mà thời gian giao dịch nó dài á thì chúng ta quan tâm, chúng ta theo dõi, chúng ta đánh. Ví dụ như nhóm dầu đậu tương này, ngô này, khô đậu tương này, nó thì chúng ta đánh được, có lúa mì cũng được, rồi cà phê Robusta này kia đó. Thì tùy các anh chị em muốn đánh là nào đánh, nhưng mà tùy vốn đấy nha, phân bổ vốn này kia tôi đã nói rồi ha, chú ý thời gian giao dịch. Rồi cái giá trị hợp đồng là gì? Có nhiều bạn nhắn hỏi giá trị hợp đồng là gì. Tức là giá trị hợp đồng đây tính là tổng cái số tiền mà nếu mà phải mua cái hàng hóa đó. Ở cái bảng này nó không có giá trị hợp đồng thì chúng ta vào trong đây chúng ta sẽ xem được cái giá trị hợp đồng. Đây nó có giá trị hợp đồng không? Đây, cái giá trị hợp đồng đây. Chẳng hạn ví dụ đây một hợp đồng của thằng dầu đậu tương mà chúng ta hay đánh thì nó là tới 415 triệu, quy ra tiền Việt nha, còn quy ra
Đô thì ở cái bảng khác ha, chúng ta quy ra tiền Việt, tức là nếu mà anh chị muốn mua một cái hợp đồng này thực tế thì nó phải tốn tới 415 triệu. Cụ thể ở đây ví dụ như là một hợp đồng của nó thì chẳng hạn nặng 500 pound chẳng hạn, 500 pound dầu đầu tương hoặc là 5 tấn dầu đầu tương ha, thì nó có giá là 415 triệu đó. Nhưng mà thực tế chúng ta chỉ phải mua với một giá rất là thấp thôi. Đó, thì đây gọi là cái giá trị hợp đồng ha. Thì nó tùy từng hợp đồng khác nhau, hôm trước tôi có nói rồi, tôi có hướng dẫn rồi đó, thì nó có mặc định khác nhau. Ví dụ như một tấn cà phê thì nó sẽ mắc hơn là một tấn đậu tương, ví dụ vậy, thì cái giá nó mắc hơn, đây là bình thường đấy, ví dụ vậy ha. Thì chúng ta chú ý ở đôi khi là cái khối lượng nó khác nhau nữa, thì cái đấy là cái giá trị của hợp đồng để chúng ta hiểu. Rồi có dữ liệu phân tích kỹ thuật cho Ami Broker hay không, thì cái này là như tôi không biết và chắc là không có. À, chúng ta chỉ phân tích bằng cái phần mềm này thôi, tôi đã hướng dẫn cho các anh chị rồi, đăng ký cái tài khoản này để chúng ta giao dịch hoặc là mà theo dõi trên investing cũng được, thì tùy các anh chị. À, nó không có. À, rồi nắm một vị thế tới hết thì sao, có nên hay không? À, cụ thể là ở đây là chúng ta thấy là đối với từng cái loại hợp đồng á, thì nó có cái thời gian giao dịch ha. Ở đây là chúng ta vào cái danh sách lệnh trạng thái hay danh sách hợp đồng. Đây, danh sách hợp đồng nó có cái thông báo ngày đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng ở đây này. Đó, chúng ta nhớ là chúng ta phải đóng trước cái ngày giao dịch cuối cùng. À, chứ chúng ta cũng không 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 nên gọi là nắm đến hết luôn. Nắm đến hết là nó yêu cầu chúng ta là những người còn đang giữ vị thế là phải phải thỏa thuận với nhau làm sao đó. À, hoặc là chúng ta phải bán trước đi. Còn không là chúng ta sẽ phải mua. Chúng ta nó sẽ giải chấp cái số tiền của chúng ta và nó sẽ phải mua cái số hàng hóa đó. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta sẽ phải mua cái số hàng hóa đó đó. Thì các bạn lưu ý như vậy, cho nên tốt nhất là cũng đừng quan tâm về việc mua làm sao rồi này kia, mua bằng thông qua sàn hay là tự phải ôm cái đống đấy về nhà mà cất hay gì, nói chung là ngoằng, đừng có làm cái việc như vậy. Tốt nhất là đã theo cái hợp đồng nào thì chịu khó mà canh, chứ còn cũng đừng có nói là tôi không có thời gian chốt thì là tôi không biết thì cái gì gì, nói mấy cái thứ đấy đừng có giải thích nữa, không biết thì đừng có tham gia, tôi nói thẳng như vậy đó. Thì đây nhớ nha, có những cái ngày đấy, ví dụ như ngày nó nói ngày 28 tháng 10 năm 2019 là nó chốt, thì đấy chịu khó trước ngày 28 tháng 10 thì đóng đi. À, đóng hợp đồng lại, đang ở vị thế nào thì chốt đi, lãi lỗ gì cũng chốt đi, chứ ngồi đi mình đi ôm mấy cái thứ hàng nó làm gì. À, đừng có giải thích lý do này lý do kia cũng mệt lắm. Rồi tiếp theo nữa là người Việt ở nước ngoài mở tài khoản được không? Cái này được ha, các bạn anh chị là vẫn cứ vào cái website của công ty đó, nhập thông tin vô. À, nhập thông tin vô đây này, các bạn nhấn mở tài khoản này, nhập thông tin vô. Nó quan trọng là cái địa chỉ email để nó gửi cái tài khoản và cái thông tin kích hoạt cho anh chị, rồi hàng ngày nó gửi sao kê lệnh về cho anh chị, còn cái số điện thoại không quan trọng. Cái quan trọng á là anh chị đăng ký tài khoản rồi anh chị chuyển tiền vào tài khoản này làm sao thôi, bởi vì tài khoản của công ty là ở Việt Nam, thì anh chị chuyển tiền bằng cách nào chuyển vào được là anh chị có tiền trong tài khoản là anh chị giao dịch được đó. Thì nó cũng tương tự như người người nước ngoài có mở được, người nước ngoài cũng mở được luôn, sử dụng visa của họ mở được tài khoản luôn đó. Rồi cái quan trọng là làm sao họ nạp tiền vào được là họ chơi được, thế thôi, nói không phải nói lằng ngoằng vấn đề này. Nhiều bạn cứ thắc mắc của em ở Mỹ, em ở Đài Loan mở được không? Mở được hết, nó nói cứ nhập thông tin vào là mở được, rồi kiểm tra email để kích hoạt tài khoản, quan trọng là nạp tiền vào làm sao đấy, nhờ người thân hay nhờ ai đó nạp thì tùy các anh chị đó. Rồi khi rút tiền cũng phải rút về tài khoản nào thì anh chị phải tự quyết định, chứ không thể nào nói đưa một cái tài khoản ở cái ngân hàng của Mỹ là nói rút là không chịu, họ không tính phí và họ này kia là họ không chịu, cứ với tài khoản Việt là được, nhờ vợ con nhờ cô dì chú bác gì đứng tên mở dùm hay là chuyển tiền nhận tiền dùm thì cũng đều được hết đó, nhớ đấy. Rồi không có máy tính thì có đầu tư được hay không? Thật ra thì cái này tôi nói rồi, với cái phần mềm của nó ha, đấy, còn nhiều bạn này cũng bắt đầu thắc mắc là phần mềm tải ở đâu nữa kìa. Nó có những cái thứ thắc mắc đây, nhớ này, vô phần cài đặt phần mềm này, đó, trung tâm chăm sóc khách hàng vào phần cài đặt phần mềm, đấy, click cái này vào, đó, xong rồi tải cái phần mềm này về cài đặt như ứng dụng bình thường, không biết thì chịu khó mang ra tiệm internet, nói rằng IT nó cài cho, 5 phút là xong, à, tải về, cài. Rồi thêm một cái ý nữa, cái này mà nói tới phải tới 80 lần rồi, là nói cả trong video clip rồi, là khi tải cái phần mềm này về, click chuột phải vào, chọn run administrator này này, chứ đừng có click chuột trái vào đây, nhấp đúp vô hai cái xong lên nó loát nửa ngày không được, vẫn cứ ngồi chờ. Nói không nói lần nữa đâu, và mai mốt ai hỏi không được nữa thì cũng chịu luôn. Click chuột vào, chọn run administrator, mà nếu không được nữa cũng click chuột phải vào, nhớ là click chuột phải nha, xong rồi chọn property này này, xong vô security này. Xong rồi chọn cái đường này, chọn cái này này, đó, cái tài khoản với admin này này, chọn vô, click, nhấn OK là nó sẽ tự động chạy luôn. Đó, nếu mà khó quá, để cho chúng ta hiểu. Rồi còn có những người thì trong quá trình tải phần mềm về là chúng ta bị nó thiếu cái gì, nét farm gì đó, vân vân, là chúng ta không sử dụng được. Thì các anh chị mang bí nói chẳng là mất 50 ngàn ra tiệm điện tử tin học kia, nói mấy thằng ấy nó cài cho nó rất là nhanh thôi. Còn cứ ngồi mà mò mò, rồi hỏi đi hỏi lại, mất thời gian của nhau, không không có hiệu quả đâu. Đó, tiếp theo nữa là lưu ý là chỉ có phần mềm gọi là cái hệ điều hành Windows mới tải được thôi. Rồi anh chị sử dụng các hệ điều hành khác của Apple hay vân vân, Android này kia là không xài được. Nói rõ luôn như vậy để cho chúng ta khỏi hỏi nhau nữa. Đó,
là không có máy tính vậy thì có đầu tư được không? Thì nói đúng là không có máy tính thì rất là khó để đầu tư, nói rõ luôn là rất khó nhưng mà vẫn đầu tư được. Tức là sao? Nhờ nhờ tôi hoặc là nhờ ai đó đặt lệnh dùm. Tôi nói trong kênh của mình có những người nhờ con cháu đặt dùm như cũng được, đấy là bình thường. Còn không anh chị cứ đăng ký tài khoản, có tài khoản rồi nạp tiền vào là được. Đó. Nhờ tôi kiểm tra xem tiền vào chưa, ví dụ vậy. Không nhờ tôi đặt lệnh dùm. Đó. Còn muốn lúc rút tiền thì anh chị làm sao? Rút tiền thì cũng vào website ha. Sắp tới thì bên 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 công ty họ sẽ kích hoạt cái tính năng mà họ cho tài khoản của anh chị đăng nhập vào đây được, là anh chị sẽ yêu cầu rút tiền trên này. Còn hiện tại thì anh chị rút tiền thì anh chị đây hỗ trợ rút tiền nhanh này, click vào đây này. Đấy, điền các cái thông tin vào đây thì là sẽ rút tiền được thôi. Đó, muốn rút về đâu làm gì đây, như là nó yêu cầu điền cái gì thì cứ chịu khó mà ngồi mà điền vô, chứ cứ hỏi có nên điền hay không rồi có phải điền hay không, nói mệt quá. Không phải thì họ không đưa vào đây làm gì hết. Đấy, giải thích ngắn gọn với nhau cho nó rõ nhẽ như vậy chứ cứ lằng nhằng miết mệt. Rồi nói muốn đặt lệnh nha, muốn đặt lệnh thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin. Các bạn có thể nhắn qua Zalo. Ví dụ nhờ anh vào lệnh giùm em tên gì đó, số tài khoản gì đó hoặc số tài khoản gì đó, tên gì đó, cái đó là phải nói đúng. Nhưng mà cứ gọi điện anh ấy đặt lệnh giùm em cái này, cúp máy thì tôi chịu chết luôn, không biết đặt cho ai luôn. À, nói rõ ra những cái vấn đề như vậy với nhau nói trước đi cho nó khỏi rườm rà. Rồi, cái vấn đề này mà chúng ta hay gặp mấy ngày nay làm cho anh em bộ phận tài chính của bên công ty là điên đầu luôn. Là chú ý nạp tiền vào tài khoản ha, chú ý nha, nạp tiền vào tài khoản thì nó có hướng dẫn rồi. Đó. Còn nhiều bạn cứ hỏi bao lâu thì có rồi rút bao lâu thì tới, tôi nói là nạp vào nếu anh chị nạp đúng là tối đa 10 phút là tiền nó sẽ vào tài khoản anh chị. À, rút cũng vậy, tối đa khoảng khoảng 30 phút, rút thì nó có thể lâu hơn bởi vì người ta xử lý, người ta kiểm tra những cái thông tin thì nó chặt hơn thì nó lâu hơn, có thể 30 phút một tiếng. À, nhưng mà nạp vào rất là nhanh, anh chị lưu ý vậy, họ xử lý rất là nhanh. Thì cũng cũng chịu khó, tôi nói là chịu khó ha, các anh chị không biết cái gì các anh chị vô đây này cứ hướng dẫn giao dịch nạp rút tiền đây này, click vào đây một cái cứ chịu khó đi, chúng ta làm một vài lần là nó quen, chứ còn không cái gì cũng cứ hỏi, cứ một người hỏi rồi hôm lát nữa lại ông khác hỏi. Đây nạp tiền, tên tài khoản thụ hưởng là công ty này, nội dung chuyển tiền, cái chỗ này nó có những cái sai lầm, mới là điều này người ta nhầm là chỗ này, nhớ là chuyển tiền vào cái nội dung ghi á, cái nội dung chuyển tiền trong cái internet banking của anh chị nó đều hỏi nội dung chuyển tiền là gì, thì nói là chuyển tiền vào ghi rõ luôn là không có dấu nha, chứ là hỏi có phải đánh có dấu hay không nữa thì chịu chết luôn. Trong tất cả các cái internet banking không ông nào nhập dấu được hết, cứ ngồi mà mở telex lên mà ngồi gõ đến mùa thu luôn. Nhớ là chuyển tiền vào tài khoản viết không dấu, số tài khoản số thì nhập số đầy đủ là 003 rồi 6 cái số đằng sau nữa, tài khoản của anh chị nó có 6 số đằng sau nữa, nhớ là như vậy. Rồi ghi tên của các anh chị nha. Tôi lấy những cái view clip như thế này, lấy những cái hình như thế này mà tôi đưa lên làm ví dụ, thì cũng có những trường hợp mà làm cho tài kế toán của họ khóc không ra nước mắt luôn. Tức là sao? Tôi lấy bảo làm ví dụ như thế này thì các ông ấy cũng lên cũng ghi nội dung chuyển tiền vào tài khoản, cũng nhập y như thế này, ghi Nguyễn Văn A, thế tiền nó đi đâu? Tiền nó vào tài khoản, đây là hai cái tài khoản của công ty nha các bạn, hai cái số tài khoản này là hai cái tài khoản của công ty này, đây công ty cổ phần này, thì anh chị nạp vô thì nó tiền nó sẽ vào đấy. Đó, và nó muốn nó vào tài khoản của anh chị thì anh chị nhập ở đây là nhập cái số tài khoản của anh chị và tên của anh chị, nhớ là như vậy. Còn cũng có những ông ấy, thì rất là đẹp trai luôn, vô tới đây nhập đúng số tài khoản của mình, ghi ở đây cũng Nguyễn Văn A, đúng theo mẫu luôn, trời đất ơi, mà trong khi tên của mình là Phạm Văn gì đó mà nhập vô đây là cũng Nguyễn Văn A luôn, làm sao nó vô tiền nó vô tài khoản mình được. Đó, rồi cũng có những ông tôi nói rất là buồn là vui luôn, nhập thì nhập tên mình nhưng mà số tài khoản là lại số tài khoản mẫu của tôi. Cái lúc mà tôi đưa video clip mẫu lên ấy, số tài khoản như này 003520001 là số tài khoản của tôi, thì anh ấy cũng nhập tên của anh ấy nhưng mà vẫn để nguyên cái số tài khoản của tôi. Thế cuối cùng nó vào tài khoản của tôi, nó cũng không vào được luôn, nó chỉ vào tới công ty này thôi, rồi nó tiền nó nằm ở đó, nó không biết là giờ số tài khoản nào, tên và tài khoản không khớp với nhau nó sẽ không vào được. Các anh chị nhớ như vậy, nhập đầy đủ số tài khoản và đúng họ tên của mình nha, nhớ nhập số tài khoản trước, nhập tên sau, chuyển tiền vào tài khoản số tên, thế rồi tên các anh chị có thể viết không dấu nhưng mà cái quan trọng là cái số tài khoản này này, cái kế toán họ chỉ cần nhập số tài khoản vào là nó hiện lên cái tên nó là đúng là được. Chứ còn nói đúng là vấn đề về chuyển tiền cũng dặn đi dặn lại rồi nhưng mà rồi cũng sai hết cái này đến sai cái lọ, một ngày họ xử lý biết bao nhiêu việc, các anh chị thấy không? Đâu có phải một mình anh chị nạp đâu mà các anh chị cứ gọi điện lên xong bắt đầu hối, mà trong khi mình thì làm sai tét lét ra. Tôi nói các anh chị chuyển tiền vào đúng các cái thông tin mà đã ghi, sau 10 phút không thấy tiền vào thì mới là vấn đề. Còn chuyển sai tét lét là bắt đầu cứ gọi vào, ôi sao em nạp nửa tiếng rồi mà chẳng thấy tiền đâu, rồi em nạp 2 phút 2 tiếng rồi mà không thấy tiền vào, rõ ràng mình làm sai mà cứ đòi tiền vào. Đấy, các anh chị nhớ với tôi là những cái thứ như vậy thì gọi là chú ý ha. Rồi, thêm một cái ý này nữa thôi, ngắn thôi, là vị thế nắm giữ là giao dịch được ngay không? Tức là có nhiều anh chị thì
thắc mắc là tại sao cái này không phải chờ đến T2, T3 giống như là chứng khoán, là cái này là các anh chị có thể mua bán liên tục được. À, nhưng mà nhớ là xem cái video clip so sánh ấy, tôi nói là có nói về cái khoản phí giao dịch đó. Một lệnh chúng ta đặt mua là mất 350.000, một lệnh bán là mất 350.000. Tròn một lệnh, tôi nói tròn một lệnh cho một hợp đồng là mất 700.000 đó, cứ từ mà tính. Còn ông nào cứ muốn long sọc liên tục thì đấy, tùy các bạn, mua bán liên tục là cũng được ngay, các bạn đặt vừa mua xong các bạn bán luôn cũng được, nó cũng khớp luôn á. Nhưng mà chỉ tốn phí thôi, có khi lãi không lãi đâu, nhưng mà chỉ tốn phí thôi. Cho nên là anh chị lưu ý, đó là giao dịch luôn trong ngày, không phải tốn phí, không phải là chờ đến T3, T4 gì hết. À, thì các anh chị lưu ý như vậy. Thì đó là một số ý tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay. Mặc dù nó hơi dài một chút xíu, hơi dài dòng, nhưng mà anh chị, nhưng mà đôi khi anh chị thấy dài dòng lại không xem, không xem bắt đầu đi nhắn tin hỏi chơi vậy. Không muốn được phục vụ như vậy. Tôi nói bây giờ sau khi cái clip này đăng lên rồi, ông nào không xem mà hỏi thì hỏi tôi bất cứ một cái gì liên quan đến những thứ tôi nói ở đây thì tôi sẽ nói vào xem clip. Thế thôi. Tự đi mà mò xem nó nằm ở chỗ nào, đoạn nào tôi nói có thể tua qua hay gì đó là tùy các anh chị. Không nói nữa. Nhiều khi cũng nói thẳng là hơi căng thẳng, hơi bực mình. Thì chia sẻ thêm như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.